Các bạn biết đó, toán học còn được coi là ngôn ngữ của khoa học. Các công trình nghiên cứu về toán đã có sự đóng góp vô cùng to lớn cho các ngành khoa học khác như vật lý, hóa học, thiên văn học. Các phát minh về toán đã có từ thời cổ đại cho tới tận ngày nay ở tất cả các lĩnh vực, đại số, lý thuyết số, giải tích và hình học. Thực tế toán học không hề khô khan như học sinh đã từng nghĩ. Mỗi một công thức toán đó chính là những tinh hoa của khoa học mà ở đó các nhà toán học đôi khi đã dùng cả cuộc đời của họ để nghiên cứu và cho ra đời những thành quả để chúng ta có được sự tiến bộ như ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Zumat TV. Trong video này, mình sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của một nhà toán học đã có sức ảnh hưởng to lớn đối với thế giới khoa học, đồng thời sẽ giới thiệu cho các bạn một số những công trình nghiên cứu của ông về toán học mà các bạn đã được học trong chương trình trung học phổ thông. Ông chính là Isaac Newton. Nào, chúng ta bắt đầu nhé! Phần 1. Isaac Newton và các phát minh. Isaac Newton sinh ra tại một ngôi nhà ở Wilton, gần Grantham, Lincolnshire, Anh vào ngày 25 tháng 12 năm 1642. Ông không chỉ là nhà toán học mà còn là nhà vật lý học, thiên văn học. Newton bắt đầu từ những năm tháng học phổ thông chầm uất, xa nhà và bị gián đoạn bởi các biến cố gia đình. Năm 1661, ông được nhận vào trường Đại học Cambridge. Mục tiêu ban đầu của Newton tại Đại học Cambridge là tấm bằng luật sư với chương trình nặng nề về triết học của Aristotle, nhưng ông nhanh chóng bị cuốn hút bởi toán học của Descartes, thiên văn học của Galileo và cả quang học của Kepler. Năm 1665, ông trở về quê nhà để tránh bệnh dịch hạch, và cũng trong thời gian này, Newton đã cho ra đời một loạt các công trình nghiên cứu toán học như định lý khai triển nhị thức, còn gọi là nhị thức Newton, các phép tính vi tích phân và ứng dụng. Tài năng toán học của ông nhanh chóng được hiệu trưởng của trường Cambridge nhận ra khi trường mở cửa trở lại. Năm 1670, ông được nhận làm giảng viên của trường Đại học Cambridge. Đây cũng là thời điểm mà Newton nghiên cứu nhiều về vật lý và thiên văn học. Ông khám phá ra sự tan sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu, và một thấu kính hay một lăng kính sẽ hội tụ các dãy màu thành ánh sáng trắng, áp dụng nguyên lý của James Gregory để tạo ra kính viễn vọng phản xạ đầu tiên. Newton được bầu vào Hội Khoa học Hoàng gia Anh năm 1672. Tại thời điểm này, Newton công bố định luật vạn vật hấp dẫn. Giới khoa học lưu truyền câu chuyện quả táo rơi trúng đầu Newton liệu có mối quan hệ giữa khối lượng và khoảng cách của vật thể. Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng đó chỉ là câu chuyện thêu dệt, chỉ là một huyền thoại, và cho rằng ông đã không xây dựng lý thuyết về lực hấp dẫn ở bất cứ thời điểm duy nhất nào. Năm 1685, Newton được bầu vào Nghị viện Anh nhờ những đấu tranh chính trị của ông. Năm 1693, sau nhiều năm làm thí nghiệm hóa học và sức khỏe suy sụp nghiêm trọng, Newton từ bỏ khoa học, rời Cambridge để về nhận chức trong chính quyền tại London. Năm 1703, Newton được bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học Hoàng gia Anh và giữ chức vụ đó suốt phần còn lại của cuộc đời ông. Ông mất vào ngày 31 tháng 3 năm 1727 tại London. Năm 2005, trong một cuộc thăm dò ý kiến của Hội Hoàng gia về nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử khoa học, Newton vẫn là người được cho rằng có nhiều ảnh hưởng lớn hơn cả Albert Einstein. Phần 2. Các dạng toán học được học trong chương trình phổ thông có được từ công trình nghiên cứu của Isaac Newton.
Trong các bài toán trên thì bạn đang học ở phần nào và bạn cảm thấy khó khăn khi học không? Và bạn muốn mình tập trung vào phần nào nhất để trình bày tới các bạn? Hãy để lại bình luận bên dưới để mình biết nhé. Và đừng quên, nếu thấy clip hay, hãy cho mình một like và một subscribe. Tới đây thì UMass xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.